Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với VNCNC. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cái vấn đề khi mà mình sử dụng pin sập trong thiết kế slider. Buổi trước thì mình lướt TikTok có thấy một bạn, bạn ấy bảo là dùng pin sập này chỉ dùng cho cái slider nhỏ. Vậy thì các bạn xem là cái slider này nó có nhỏ hay không nhá. Kích thước của slider này nó cỡ tầm bao nhiêu, thì cái này là mình cũng đang sử dụng pin sập này. Hình ảnh thực tế khi mà ra gia công của nó đây. Rồi, vị trí pin sập này, bạn ấy kêu là kích thước slide mà dưới 100, thì mình đo thử cái slide này của mình là bao nhiêu. Dài rộng cao nó là 210, 310, 268. Đó, không hề bé đúng không? Vẫn dùng pin sập đúng không? Này thì các bạn ấy, một số hình ảnh của video của bạn ấy đây. Mình không hiểu này. Cái phần pin sập này, người ta sẽ không bao giờ người ta để nằm ngoài slider mà người ta sẽ làm để toàn bộ nằm phía trong. Này, như anh em có thể thấy đây. Toàn bộ nằm dưới gầm slider hết mà các bạn ấy để ra ngoài trượt như thế thì có khi nó đẩy vỡ cả bi đó. Đây là một số những cái hình ảnh thực tế của khuôn này, mình mở lên cho mọi người xem. Khuôn đây, ngày sản phẩm thực tế đây. Được chưa? Đó, thì đó là những cái chú ý khi mà mình sử dụng pin sập. Pin sập này nó sẽ dùng cho những cái mặt hàng nó đặc thù, ví dụ như hàng gia dụng này, những cái hàng mà giá thành khuôn nó không cao, để giảm giá thành khuôn đúng không? Thì người ta dùng, chứ không phải là cứ khuôn nhỏ là người ta dùng cho slide đâu, không phải như vậy. Đặc thù những cái dòng hàng, đặc biệt những cái dòng hàng gia dụng này, người ta sẽ rất hay dùng cái pin sập. Và có một số dạng cái pin sập ấy nó như thế này, mình sẽ mở lên cho anh em xem. Đây thì pin sập nó có hai dạng, một dạng là dạng pin, còn một dạng này dạng thứ hai này. Đó, thì mình sẽ mở cái dạng thứ hai cho anh em xem. Dạng thứ nhất thì mình có vừa show 3D rồi đó. Đây là cái dạng thứ hai này. Nguyên tắc hoạt động của nó thì cũng đơn giản thôi, trong quá trình mà slide chuyển động á thì cái rãnh mà slide người ta khoét ấy, cái rãnh này để mình mở cho các bạn xem. Đây, khi mà sờ cái pin sập này nó đến cái vị trí rãnh này thì nó sẽ nó do đẩy cái pin lên. Khi mà slide di chuyển thì cái gầm slide này nó sẽ, dưới tác dụng của gầm slide nó sẽ ép cái pin đó xuống, được chưa? Thì nó dẫn đến cái hiện tượng là khi mà đúng đến cái vị trí stop của slide mà anh em mong muốn ấy, thì nó sẽ có tác dụng giữ slide tại cái vị trí đấy, được chưa? Đó, thì đây là cái dạng thứ hai của pin sập. Đó, dạng này dạng lớn dùng rãnh dài. À, thì qua video này mình sẽ bác bỏ cho các bạn là những cái thông tin không chính xác, những cái thông tin mà những cái bạn mà chưa có kinh nghiệm làm đa mảng, làm những cái mảng khác nhau, các bạn ấy nói nó không hợp lý và không đúng một chút nào. Pin sập không phải là cứ dùng cho slide nhỏ dưới 100. Cái thứ hai là không ai người ta để pin sập nằm ngoài cái vùng mà slide như thế này, không ai để như này nha anh em nhá. Được chưa? Đó là một số những cái chú ý mà anh em nên biết khi mà mình thiết kế slide dùng pin sập. Thì qua đây mình cũng cảnh báo với anh em là không nên là cứ nhìn những cái video họ nói, nhìn những cái 3D họ show ra. Được chưa? Mình cứ phải kiểm tra thực tế xem có cái vấn đề gì không, cái khuôn ấy đã ra thực tế chưa và thực tế có vấn đề gì không.
chứ không mình cứ nghe các ông ấy nói trên mạng này, show, show video, show những cái 3D mà cũng chả biết là nó đã ra thực tế hay chưa, đấy, có vấn đề gì không. Các bạn lại đi học theo những cái ông đấy xong bắt đầu là ra đi làm không làm được, để kêu là ngành khuôn nó bạc. Để tránh cái việc đấy thì anh em cứ đến với viên CNC nhé, người thực việc thực, mình cam kết với các bạn ra nghề. Nếu mà học xong này sẽ được hỗ trợ thực tế khi đi làm nhé, xảy ra tất cả các vấn đề gì mình đều support hết, chứ không phải là như một số ông là cứ học mấy mấy buổi xong bắt đầu nhắn tin mà không thấy gì cả. Đó, thì anh em có nhu cầu về học về thiết kế khuôn, học về lập trình kem thì cứ hết với VNCNC số điện thoại 0944 90034. Cuối cùng thì chúc anh em cuối tuần vui vẻ. Nếu anh em thấy video hay thì cho mình xin like, xem, subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé.